Roman là của chim sẻ rắn. Roman Greg Sammark. Roman Greg Sammark. Roman Greg Sammark. Roman cân Roman. Greg cân Greg. Thôi thì Mark C cân sang. Summer thì cân Summer, đúng rồi. Cân. Khác biệt ở Mark C và Sang thôi. Ba thằng đầu tiên quân giống hết nhau. Thôi các em cố gắng, anh cố lốt trận này thôi. Chưa này đã tụt huyết áp một tơn rồi. Nhưng trận này cố làm sao để gào, để bình luận viên có thể gào to và tụt huyết áp lần nữa thì cũng ok. Và ngày mai, ngày kia, ngày kia tôi vẫn đang còn rất nhiều công việc. Và niềm vui của các bạn thì đương nhiên là sự cổ vũ tinh thần lớn nhất đối với đội ngũ kỹ thuật viên, đội ngũ ban tổ chức và những người làm chương trình. Đã 4 năm rồi chúng ta mới có một ngày hội như hôm nay. Đúng là một ngày hội thực sự. Và để hòa mình vào không khí ngày hội thì các bạn nói chung là hãy đừng bỏ sót bất cứ trận đấu nào của giải đấu. Đừng bao giờ bỏ sót. Bằng tầm này mà cỏ nữa thì cũng không biết ông nào đang chửi tôi chơi cỏ đi. Tầm này chơi cỏ thì chắc là chết. Fit luôn. Ăn còn lướt mãi mới hết suất cơm. Vâng, Summer có hai bầy hiêu đôi voi quả. Tạm được. Mảnh máy của Chip Boy, người cầm Greg. Cũng có một bầy hiêu về nhà chính rồi. Có quả phụ rồi. Tìm thêm một đồ nữa thôi là sẽ rất khỏe. Một bầy hiêu 245 con. Quả đầu dường như 6 cây thì thời điểm bây giờ ăn thì là thời điểm ăn gần hết. Vâng, các bố cứ nói chứ làm vài khói đá vào thì mồm thì ngậm như hến. Nói vào mắt mà bảo là làm kỹ thuật mà chơi cái loại đấy thì là ok đấy. Vâng, làm nó cẩn thận mà tỉ mỉ. Cứ làm đi làm lại mãi một động tác. Vâng, chứ còn các ông bảo bình luận mà dập cái loại đấy vào thì thôi tôi đố ông nào cậy được mồm bình luận viên ra. Còn cái lại cỏ mà giá vào chắc là đang bình luận đế chế lại toàn thấy đọc tướng liên minh. Rồi, nói vui với anh em vậy thôi, chúng ta quay trở lại với diễn biến của trận đấu. Mảnh máy của chim sẻ nhắn. Soman sao lắm voi thế rồi. 4 hiêu 4 voi. Vâng, cái loại này câu voi đẹp. Tốn tiền tỷ về mất rồi. Chết rồi, fit rồi. Ông ngồi đây mà xem câu voi như thế này. Câu voi đá hiêu như thế này thì ối giời ơi. Tuấn tiền tỷ bây giờ chỉ có nhìn thì voi chết đẹp và thích thôi mà. Em xin. Vâng, cảm ơn mọi anh khán giả đang ngồi cạnh. Tăng lực cho điếu thuốc. Một bài rất khỏe đi chứ để làm mà các bạn có thể nhìn thấy đây một bài dâng là và sẽ kích khoảng 94x. À không, sẽ sang 10 sớm hoặc cuối 9. Cuối 9 đầu 10 sớm. Lực thì có gọi là bất tận. Lực là bất tận.
Roman Greg Sammark. Sam là của màu 3 vô thường. Và nói chung là quân của game thủ bên phía Game Team là có một chút lợi thế hơn thôi. Chỉ là một chút thôi, không lợi thế hơn nhiều đâu. Tuy là có sang thật, nhưng các bạn có một Maxe. Đây rồi, màu 4, Hồng Anh. Hồng Anh Maxe đây rồi. Có cái gì nhà không? Không có thì là dâng chặt. Đây rồi, giò chưa có giáp. Và chim sẻ và Hồng Anh. Vâng, hai game thủ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng không bao giờ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Sẽ phải là một trong hai thằng chết. Có cả con cung tê đến từ lô 1 ở đây. Vâng, một giò một tê thốn đến tận rốn. Một giò một tê thì nó quá thốn. Vâng, ai đánh đến chế nhiều mà bị công kiểu này chắc uất lắm. Ây dài. Chó cắn áo rách. Vâng, tên bây giờ đầu tiên đều hai nhà. Và bây giờ thì chia sẻ là sẽ phải là người giải quyết dứt. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Đây. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu Hồng Anh ơi? Vâng, chim là thương em lắm. Vâng, không bao giờ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hồng Anh chết trên 10 dân rồi. Hồng Anh phải khoảng trên 10 dân rồi. Chắc là vẫn có dân đi đâm y. Nhưng không biết ai sẽ là người bơm đồ cho Hồng Anh đây. Hồng Anh thì sẽ không còn là nhà tự lực được rồi. Lớp 1. Lớp 1, lớp 1. 35, đây rồi. Lớp chỗ dân này thì làm gì còn dân nữa mà chơi. Đóng được một nhà y. Chia sẻ lắng về đây lớp đi. Chém lổ nhà y luôn đi. Được, chém lổ nhà y đi. Theo tôi là phải chém lổ nhà y. Thế Truy Mệnh. Truy Mệnh đâu? Làm gì? 30-64. À, cũng đang sóc rồi. Đang sóc quân. Chứ không sóc cái khác. Tham Lai Hồng Anh nào. Vâng, Hồng Anh Tham Lai còn khoảng 6. Tầm là 6. Vâng, tầm 6. Vâng, 6 là một con số đẹp. Hồng Anh lên giữ ở cái mức 6 thôi, đừng lỡ thêm nữa. Crack của Chipboy cũng như vậy là một mình một cánh. Tham đang giảm. Tham Lai chỉ là 17-40 thôi mà hình máy có chia sẻ lắm. Ôi, tụt Tham rồi. Tham Lai là 18, 19 với một tên một thế mà bài dừng lờ. Tiếp tục đục vào nhà tiếp theo, nhà thứ hai phía bên trong cánh của Hồng Anh. Vâng, giảm Tham một tên cực kỳ đau. Vâng, một pha giảm Tham chia sẻ lắm cực kỳ đau. Lô 1, 49. Đốt y đi ông ơi. Đốt y đi. Đốt y cho tôi. Đốt nổ cái nhà y để cho tôi. Rồi, nổ cái nhà y đi. Rồi. Nữa đi anh. Ôi giời ơi, bị lọt từ đằng sau. Hai chém một gió. Ôi giời ơi, bị lọt tứ phương. Ôi giời ơi. Ông Lào, ôi giời ơi, ông Lào đang ngồi chim lợn kia. Ông Lào đang chim lợn kia. Sao mấy nhà chém bên phía Thái Bình chém ghê vậy. Mặc dù ông Anh là người đã fit từ đầu, nhưng Chipboy không thể một mình cân một cánh được. Vâng, lọt khắp lơi. Thằng này của lô 1 chỉ là 43-76 thôi. Thế còn Truy Mệnh 47-64. Vâng, bây giờ thì các game thủ bên phía Game TV cần phải nhận một chút vàng để có thể toàn bộ các cái hai nhà đình cung để phải lên ra 4 hết. Như vậy là vô thường khỏe nguyên. Gunny chưa mất dân. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, Gunny để rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bắn đi, bắn đi. Vâng, một chiến thắng nữa thôi. Các em sẽ có cơ hội, vâng, sẽ là... Vâng, sẽ có mặt trong đây rồi, Chipboy. Tốt lắm em ơi. Vâng, Chipboy đang lùa dân, cả Truy Mệnh ở kia luôn rồi. Có con trò đây rồi, mắt kính tràng tiền. Đây rồi. Vâng. Vâng, xin tí gỗ. Ý giời, vậy em. Trêu mình gì nhở? Nhức hết cả người. Ở đây. À. À. Ừ, nhổn, anh tách dân,
Anh đang tách dân. Vâng, anh đi đâu? Anh đi đâu? Ăn hoang cái gì? T-Boy nó đều biết cả. Và cái đằng đấy có cái gì ăn thì T-Boy nó đều đi qua hết rồi. Vâng, bây giờ thì đánh kiểu ghét thôi. Tìm và đánh bằng fit. Giờ T-Boy vào nhà vô thường chưa chắc đã làm được gì. Đây, 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 lại bắt được. Tôi... em có 4-2 gỗ thì phải cái gì? Đây, 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 chặt đầu, chặt đầu, chặt đầu, xúc. Xúc, 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 xúc. Vâng, Gunly đang khổ lắm rồi, mình máy của chim sẻ lắng thằng này 14. Vâng, bài súng con ở bên này không khỏe đâu. Vâng, súng con anh không khỏe đâu. Bài anh xấu lắm. Bài anh xấu lắm. Trời ơi, súng con kìa, ấy gì còn chèm với con sọc đơn rồi, đừng chơi kìa, thích chưa? Không biết nó vẫn đừng chơi. Dân thì nhạy nhông cả kèn. Thôi, biết rồi, chạy, chạy. Thôi, chạy. Rồi, đã thế thì cố à. Người ta gọi là đánh bom liều chết rồi. Hai con chém này nó có chết thì tổ quốc nó cũng ghi công. 15-40. Rồi, về ăn bãi quả, để tiếp. Tham Lai bên phía đội tuyển Kim TV đang đè một chút. Tham Lai của Vô Thường đang là một cái tham lai rất to. 23-40. Phá được rồi. Tham đè lên này. Thôi, không vào thôi, mày tách hai con vào thôi, còn lại té. Thôi, vào tất đi. Thôi, ra. Được rồi, Vô Thường 7E rồi em ơi. Hình như vẫn vào được. À, cái khe. Ôi, ta đủ. Hay làm gì vừa mới. Ôi, đến với nó một xem nào. Sắp còn có 33 nhỉ. Bị quấy rồi, nhông hết xích, cả xích lên rồi. Thế còn chim mệnh 62 tham lai to nhất. Và Hồng Anh vẫn không từ bỏ cái ý định đâm y. Đang phải bơm cho nó một hồi. Thôi chỉ có 3 con y thôi, rỉa một tí là nó cũng sẽ hết thôi. Đốt lổ được nhà y rồi. Rất tốt. Cố lên. Nói chung là vẫn chỉ thế trận thì vẫn là ấy thôi. Thế trận thì Game TV đang là đội tuyển có lợi một chút thôi. Chưa ấy hẳn đâu. Vâng, chưa thắng được đâu. Chưa thắng game này đâu, cố lên, cứ bình tĩnh. Tập trung và phải thi đấu hết sức, phải thật thận trọng và tập trung ở những thời điểm tiếp theo. Vẫn còn một vài con y. Hồng Anh với E vẫn còn dân à? Thế là vẫn chắc còn thằng dân rồi. Sao làm mi thế nhở? Vô Thường đang là người bơm đồ cho Hồng Anh hoặc là Tiểu Bạch Long. Bên phía Thái Bình đang bơm đồ cho Hồng Anh đâm mi để các game thủ bên phía Thái Bình phát triển. Chiến thuật quá chuẩn đến từ Tiểu Bạch Long. Chuẩn quá anh ơi. Với chiến thuật anh chuẩn như này thì đội tuyển trẻ của MTV đỡ làm sao? Vâng, đang có quá nhiều y đâm ở đây. Rất may cho Trinh Mệnh là vẫn chưa xuất hiện thêm những gương mặt khác bên phía Thái Bình. Mới chỉ một mình Hồng Anh đang đâm thôi. Đâm kiểu này chỉ đâm để giảm không cho Trinh Mệnh phát triển lở to. Sửa e. Xương, rất xương lô 1. Tham lai chỉ là 27. Bây giờ thì đạo cung đời này của Vô Thường sang nhà của Trinh Mệnh như thế là xong. Và nhiều khả năng trận đấu này tỷ số sẽ là 3 đều. Chip Boy 17 thôi. Chim Sẻ cũng chỉ là 17 thôi. Dũng Con đánh thủ toàn tập để bơm đồ cho Hồng Anh đâm đi. Thế chứ này. Nhiều khả năng tỷ số sẽ là 3 đều. Thế trận bây giờ từ có một chút lợi thế chuyển sang đang khó dần. Mặc dù tham lai Vô Thường không quá to. Nhưng cái việc mà Hồng Anh đâm y truy mệnh là... Thôi xong rồi. Tới giờ rồi.
Vâng, Max C, các bạn thấy chưa, Max C. Đây mới là Max C. Một Max C đột biến. Max C gây quá nhiều khó chịu cho những cái loại quân nó không có khả năng chống y trên đồng 3. 66 trên 112. Bây giờ Chí Mạnh đã bắt đầu lọt nhà. Vâng, chiến thuật của Tuyển Việt Long chuẩn quá. Không thể trách được Chí Mạnh, Summer chỉ làm được đến thế thôi. Summer thì nó có cái vẹo gì trước y Maxe đâu. Trong khi đó thì lô 1 quá yếu. Thằng này vẫn đang đánh được. Mảnh máy của Chip Boy 14. Chia sẻ rằng cũng là 14. Lô 1 40 rồi. Lô 1 đang hồi khá nhanh. Vẫn còn cửa, chưa thua. Vô thường chưa đẩy tất tay ốp chết Truy Mạnh thì chưa thua, Truy Mạnh còn tham thì chưa thua. Các game thủ bên phía đội tuyển KTV vẫn đang rất cố gắng thi đấu trận chiều này. Đây rồi, bắt quân. Sẽ vào bắt hai con cung này làm gì? Quân ở ngoài cái kia. Bây giờ ra thì người ta chạy mất. Có đấu tuần này không? Tham Lai lên 50 rồi. Lở rất nhanh. Hai nhà chém của phía đội tuyển KTV thời điểm thời gian đầu là một thời điểm mà hai game thủ chúng ta mất tham khá nhanh. Không thua được, vô thường lên 4 nó cần phản đổi. Vâng, trận thiếu này nhiều năm vô thường sẽ là người đang ở nhà và phát triển lên 4. Và cân bản đồ. Y của Hồng Anh đâm nó quá là khó chịu, mảnh máy của chim sẻ. 3 thôi, mất tham hoàn toàn rồi. 17 Chip Boy. Chip Boy cũng vẫn đang rất cố gắng với cái tham này bé tí của mình. Truy Mạnh thì vẫn đang bị đâm y. Tham này tụt xuống chỉ còn lại 50. Ở nhà vẫn đang nhấp nháy. Truy Mạnh đang muốn một tuần đẩy đi để lo 1 lên cung A thủ y. Không cho vô thường đẩy thì lô 1 lên được cung A. Không, như vậy là khó hẳn rồi. Và nói chung là tham lai, các bạn để ý cái tham lai thì biết. Vâng, Hồng Anh mất tham nhưng hai nhà chém bên phía đội tuyển KTV cũng mất tham rất nhanh. Và tỷ số là 3-0 và chúng ta sẽ có một trận chung kết trong lượt đấu bán kết này. Quá kịch tính và căng cò và trận chung kết này tôi xin phép không bình luận nữa. Quá mệt mỏi rồi, tôi không còn sức để có thể bình luận trận thi đấu cuối cùng này nữa. Hy vọng các bạn thông cảm thôi.